Vẫn liên quan đến người Việt tại hải ngoại, thưa quý vị, một trong bốn nạn nhân Việt nghi chết trong vụ cháy kho ở Manchester, Anh được xác định. Cảnh sát Greater Manchester xác định một trong bốn xác nạn nhân chết do cháy nhà kho ở thị trấn Oldham là của ông Nguyễn Văn Ước, 31 tuổi. Phân tích vân tay giúp cảnh sát đi đến kết luận này. Mạng báo Manchester Evening News loan tin vào ngày 13 tháng 8. Ông Ước đã có gia đình và từng liên lạc với vợ cho biết ông ta ở trong nhà kho đó. Cảnh sát vùng Manchester, Anh vào ngày 4 tháng 8 đã chính thức công bố danh tính 4 người Việt bị nghi là đã chết trong vụ cháy nhà kho thị trấn Oldham vào ngày 7 tháng 5. Thông tấn xã Việt Nam tại Anh Quốc cho biết, cảnh sát Anh vào ngày 21 tháng 7 nhận được nguồn tin cho biết có 4 người Việt mất tích và nghi là có liên quan đến vụ cháy. Những người này bao gồm Chu Văn Cường, 39 tuổi, Nguyễn Văn Ước, 31 tuổi, Nguyễn Văn Dương, 29 tuổi và Lê Thành Nam, 21 tuổi. Tất cả 4 người này đều bị mất liên lạc hoàn toàn với gia đình từ sau ngày xảy ra vụ cháy vào ngày 7 tháng 5. Tờ Guardian của Anh vào ngày 5 tháng 8 trích lời một sĩ quan cảnh sát với họ, nói với họ rằng vừa phát hiện thêm phần thi thể của nạn nhân thứ 3 tại nhà kho. Trước đó, vào ngày 23 tháng 7, cảnh sát vùng Manchester đã tìm thấy thi thể của người chết trong nhà kho nghi là của người Việt. Ông Lewis Hill, điều tra viên cao cấp đồng thời là trưởng nhóm nhận dạng nạn nhân của cảnh sát vùng Manchester cho biết, cảnh sát đã trực tiếp liên hệ với thân nhân của 4 người nói trên và sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo cập nhật thông tin cũng như hỗ trợ đầy đủ cho họ. Hiện nguyên nhân về đám cháy vẫn đang được cảnh sát Anh điều tra. Báo chí Anh cũng cho biết cảnh sát Anh đang điều tra khả năng 4 công dân Việt Nam này là nạn nhân của bọn buôn người. Một số người dân sống gần khu vực đám cháy cho báo chí Anh biết họ phát hiện những gói rác có chứa cần sa ở gần nhà kho trước đó. Bộ Ngoại giao Việt Nam vào ngày 27 tháng 7 cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã cử đại diện tới làm việc với cảnh sát để phối hợp xác định thân nhân, các nạn nhân và cam kết sẽ thúc đẩy hoàn tất xác minh danh tính các nạn nhân trong thời gian sớm nhất, đồng thời chủ động lên kế hoạch triển khai các biện pháp bảo hộ, xử lý hậu sự cần thiết trong trường hợp xác nạn nhân xác nhận là có nạn nhân là công dân Việt Nam.